Thưa quý vị, hôm nay tại Bộ Công an, Ban chấp hành Công đoàn Công an Nhân dân tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân gắn kết với phương châm tất cả đoàn viên công đoàn và người lao động trong Công an Nhân dân đều có Tết, nhất là đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và thiên tai trong năm 2022. Trong năm 2022, công đoàn các cấp trong Công an Nhân dân đã thường xuyên quan tâm, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, động viên, chia sẻ, hỗ trợ khó khăn cho đoàn viên. Trong đó đã có nhiều công trình như con nuôi của công đoàn, em nuôi công đoàn, nâng bước em tới trường. Học bổng Nguyễn Đức Cảnh giúp chăm sóc, hỗ trợ chi phí, trao học bổng cho con của đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp nhận và phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 22.363 lượt đối tượng là đoàn viên công nhân lao động với tổng giá trị gần 9 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng 3 mái ấm công đoàn cùng với nhiều hoạt động thiết thực khác. Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2022, năm 2023, Công đoàn Công an Nhân dân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa và nhân văn hướng về cơ sở, chăm lo sát sao hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, nhất là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Gia Lai năm 2022 tiếp tục là điểm nhấn trong tiến trình gìn giữ phát huy các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch của tỉnh Gia Lai. Công phu, hoành tráng, tụ hội những nét văn hóa đặc sắc, đậm đà bản sắc nhất của dân tộc bản địa là những gì tuần lễ văn hóa du lịch mang đến cho công chúng. Không dễ gì để du khách thập phương, người dân Gia Lai được tận hưởng, hòa mình vào âm thanh trầm hùng của cồng chiêng, điệu xoang du dương hay làn điệu sử thi đầy ma mị. Những gì tinh túy nhất về sắc thái văn hóa của người địa phương được phô diễn giữa lòng phố núi của hơn 500 nghệ nhân đã chinh phục những vị du khách và người dân bản địa khó tính nhất. Thật may mắn được thưởng thức nền văn hóa này của các bạn. Đây là lần đầu tiên của tôi và tôi cảm thấy nền văn hóa của các bạn rất đáng để tôi khám phá. Chương trình biểu diễn cồng chiêng đường phố là một hoạt động nằm trong Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Gia Lai năm 2022. Văn hóa, du lịch trên địa bàn thành phố nói chung cũng như là làm tốt cái công tác tuyên truyền giáo dục cho thanh niên thiếu niên giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển du lịch địa phương. Dù là một hoạt động nhỏ nhưng đã mang lại sức hút rất lớn đối với khách du lịch trong và ngoài tỉnh Gia Lai. Đây sẽ là tiền đề để Pleiku phát huy các di sản này gắn với phát triển du lịch trong thời gian tới. Hòa chung không khí Giáng sinh ở khắp nơi trên thế giới, tối ngày 24 tháng 12, người dân và đông đảo du khách cả nước đã rộn ràng đến các nhà thờ cũng như nhiều tuyến phố điểm vui chơi để tận hưởng không khí Giáng sinh với những ước nguyện an lành, ấm áp. Nhiều tuyến phố ở Ninh Bình đã được trang trí rực rỡ sắc màu, khiến cho không gian tràn ngập ánh sáng lung linh huyền ảo. Năm nay, sự xuất hiện trở lại của cây thông khổng lồ với chiều cao khoảng 30 mét đã thu hút sự chú ý, hấp dẫn với du khách. Em cảm thấy an toàn nên em mới có thể ra được đây và cảm thấy được rằng là dịch bệnh được kiểm soát nên cũng rất là vui khi mà mọi thứ hoạt động lại bình thường. Ngày lễ Noel năm nay, mọi người đã cùng nhau chia sẻ, lan tỏa niềm vui và gửi gắm những mong ước tốt đẹp nhất đón mừng một mùa Noel an lành, hạnh phúc và mừng năm mới 2023 đang cận kề. Cùng với nhiều địa phương trên địa bàn cả nước, tối ngày 24 tháng 12, không khí đón Giáng sinh tràn ngập trên mọi nẻo đường, từ thành phố Thái Bình cho đến những miền quê ven biển Thái Thụy, Tiền Hải. Năm nay thì cảm giác là rất là vui, với lại được cái là không khí là năm nay rất là ấm áp, được cho là bà con, cô dì, chú bác với lại các cháu đi chơi năm nay là rất là vui. Nhà mình cũng là khấn khởi, hai mẹ con là đi từ 6 rưỡi tối. Thái Bình hiện có khoảng 30.000 giáo dân, tập trung chủ yếu tại huyện Thái Thụy, Tiền Hải và huyện Vũ Thư. Những ngày này tại các tuyến đường trục huyện, trục xã cho đến dòng ngõ đều được trang hoàng rực rỡ bởi đèn sao, hang đá và các tiểu cảnh gợi nhớ khoảnh khắc Đức Chúa Giáng sinh. Tại Đắk Lắk, không khí Giáng sinh năm nay đông vui, rộn ràng hơn hẳn khi dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát. Dòng người khắp nơi đổ về nhà thờ chính tòa khu vực ngã 6 thuộc giáo phận Ban Mê Thuột để chào đón Giáng sinh 2022. Trong niềm hân hoan, bà con giáo dân chúc nhau mùa Giáng sinh an lành, ấm áp. Năm nay các hoạt động Noel ở nơi đây thật sự là rất là vui và mọi người tham gia cái lễ hội Noel rất là vui vẻ.
Trên khắp các tuyến phố, xóm đạo, công giáo, Tin Lành sinh sống đều được trang hoàng lộng lẫy, như được khoác lên mình tấm áo mới, lung linh nhiều sắc màu, mang không khí Giáng sinh rộn ràng, nhộn nhịp, tươi vui đến với phố núi Buôn Ma Thuột. Thưa quý vị và các bạn, Giáng sinh đã đến trong niềm hân hoan của người dân cả nước nói chung và người dân thủ đô Hà Nội nói riêng. Trải qua hai mùa Giáng sinh buồn vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Giáng sinh năm nay càng trở nên vui tươi và ý nghĩa hơn. Ngay từ chập tối, khắp các tuyến phố của Hà Nội đã chật ních người dân đổ về để vui chơi, thưởng thức không khí đêm Giáng sinh. Không chỉ dành riêng cho đồng bào giáo dân, lễ Giáng sinh giờ đây được sự đón nhận của rất đông người dân. Mặc dù không đeo đại nhưng mà cũng muốn có một chút không khí của Giáng sinh ấy. Thì đến đây thì xem mọi người tham gia kiểu tiết mục biểu diễn và cũng thấy khá là vui và cũng thấy là ấm cúng. Giáng sinh năm nay là một mùa Giáng sinh đặc biệt. Mùa Giáng sinh mà người dân ra đường không còn phải e dè dịch bệnh COVID-19, không còn phải khai báo y tế hay những rào chắn đường kiểm soát dịch. Mùa Giáng sinh mà thời tiết se se lạnh, đủ để một cái ôm, một cái nắm tay trở nên ấm áp hơn. Thật tuyệt vời, mọi thứ được trang hoàng thật đẹp. Mọi người ra đường cũng vậy, và đặc biệt là khí hậu này. Thật sự rất thích. Năm ngoái chúng tôi đón Noel ở châu Âu thì rất lạnh, còn âm 20 độ và dày hơn 20 mét tuyết. Còn bây giờ, chúng tôi đang ở một thủ đô Hà Nội thật xinh đẹp. Chúc mọi người Giáng sinh an lành. Để đảm bảo người dân đón một mùa Giáng sinh an toàn, trong đêm 24 tháng 12 và rạng sáng ngày 25, 100% cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội được huy động, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ở những tuyến địa bàn trọng điểm vui chơi giải trí, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ này thì là cũng Công an phường cũng khuyến cáo người dân khi tham gia vui chơi trong dịp lễ Noel thì cũng có ý thức chấp hành trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và đảm bảo các cái quy định về trật tự công cộng. Không khí náo nhiệt đón chào Giáng sinh và mừng năm mới đã tràn ngập trên từng góc phố, con đường trên khắp mọi miền. Năm 2022, dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế xã hội phục hồi, đồng bào công giáo trong cả nước hân hoan đón mùa Giáng sinh an lành, ấm áp. Thưa quý vị, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, nhiều năm qua tại địa phương này dường như bỏ quên việc duy trì và nâng cao các tiêu chí, dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, nhiều tuyến đường giao thông xuống cấp nghiêm trọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình là nơi tập trung của nhiều nhà máy xi măng, mỏ khai thác đá. Bên cạnh là hơn 1.000 hộ dân làm nghề chế tác đá mỹ nghệ. Mỗi ngày có hàng trăm hàng nghìn lượt xe trọng tải lớn ra vào, khiến đời sống, an sinh xã hội của người dân địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Con đường này con đường chuyên sinh. Nhưng mà thực sự mà nói coi thế là ở trong này nó có mấy cái doanh nghiệp, xe qua đi lại là rất nhiều đấy, trọng tải đây, xe đây, mấy chục tấn đi rồi là chở đá từ Thanh Hóa ra để về làm ở đây nữa. Coi thế trọng tải rất lớn. Phá đường như thế này, dân ở đây rất ô nhiễm môi trường, kể cả là đóng cửa kính, coi thế kín, coi thế từ sáng trường cái là bụi trắng, coi thế là bàn ghế. Đặc biệt tại tuyến đường Đài Loan, đoạn từ tỉnh lộ DT477 rẽ vào cổng chào xã Ninh Vân, dẫn vào nhà máy xi măng Hệ Dưỡng, con đường bê tông dài gần 2 km bị sụt lún, tạo thành những ổ trâu, ổ voi, bụi bặm, xe cộ đi lại gây nguy hiểm cho người dân nơi đây. Hàng ngày có hàng nghìn chiếc xe vừa đi vừa về, có một lượng nó ảnh hưởng rất nhiều là đến cái đi lại của nhân dân, nhất là các cháu đi học trường cấp 1, cấp 2, nguy hiểm, coi như cũng mặc dù vậy là đã có cái tai nạn xảy ra. Thì chúng tôi đề nghị như vậy là phải có những cái sự quan tâm mà kịp thời làm cho dân hiện nay, mà nhất là trong cái dịp Tết, chuẩn bị đến cuối năm. Thế thì hiện nay như vậy chúng tôi thấy rằng rất là nguy kịch, mà chúng tôi tha thiết đề nghị với cấp trên giải quyết một số vấn đề để chúng tôi, cho dân chúng tôi an tâm. Theo huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, hiện địa phương đã đề nghị các doanh nghiệp thực hiện tưới nước mặt đường, quét dọn, hạn chế tải trọng, san lấp xử lý tạm thời các tuyến đường bị hư hỏng. Đồng thời, huyện Hoa Lư cũng đang xây dựng tuyến đường chuyên dụng dành riêng cho xe tải của các đơn vị đi qua,
dự kiến trong năm 2023 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, về trước mắt, chính quyền xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư nói riêng và tỉnh Ninh Bình nói chung cần có các giải pháp kịp thời để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, từng bước khắc phục tình trạng này.